Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục những hành trình đẹp, những câu chuyện ấm áp. Hành trình chuyện trong phố kỳ này đang dừng chân tại tầng 10 thuộc khoa nhi tổng hợp Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng để xem không khí đón Trung thu của các em nhỏ đang điều trị bệnh ở đây như thế nào. Và đặc biệt là cùng xem hành trình thiện nguyện của các bạn thuộc nhóm thiện nguyện Blue Trắng thuộc khoa y dược Trường Đại học Đà Nẵng đến với các em thiếu nhi đang điều trị những căn bệnh hiểm nghèo tại nơi đây. Đây là một lớp học không bảng đen, phấn trắng, không bàn ghế, đồng phục. Chỉ có những thầy cô không chuyên, tuổi đời còn rất trẻ, và những học trò với đủ độ tuổi, cấp lớp, quây quần lại với nhau trong diện tích nhỏ nhắn của một căn phòng. Xung quanh mọi mặt phẳng có thể kê làm bàn học. Mình đã được kế thừa và được mấy anh chị đi trước tiếp lửa cho. Và cái lớp học này, cái mục đích của lớp học á, là tạo điều kiện cho mấy em vui chơi và học tập để mấy em có thêm niềm vui để cố gắng hơn. Thời gian của chúng mình thì không cố định. Một tuần chúng mình sẽ có một buổi để dạy và vui chơi cùng các em. Và mỗi lần những dịp như là Trung thu mùng 1 tháng 6 hay là Giáng sinh thì câu lạc bộ đều tổ chức ở tầng 10 này. Với hy vọng biến nỗi đau thành ý chí vượt lên bệnh tật, biến những giọt nước mắt thành những nụ cười lạc quan để ngăn những căn bệnh nan y vơi đi phần nào nỗi ám ảnh. Các bạn sinh viên của câu lạc bộ Blue Trắng khoa y dược Đại học Đà Nẵng đã tổ chức thường xuyên những lớp học khoa mặt trời tại tầng 10 khoa nhi tổng hợp Bệnh viện Phụ sản Nhi thành phố Đà Nẵng với tần suất 2 buổi một tuần. Những bài giảng thật sinh động, có thể là hướng dẫn vệ sinh tay chân, răng miệng, sát trùng, băng bó vết thương hở, sử dụng trái cây tươi, rau củ, vẽ tranh hay đọc sách, dạy múa hát. Những buổi học văn hóa, năng khiếu hay kỹ năng đã diễn ra ngay tại một căn phòng nhỏ bé. Thế nhưng, niềm vui thì cứ nối dài ra. Chúng mình được nhận được cái sự hỗ trợ lớn từ Bệnh viện Phụ sản Nhi, rồi từ những anh chị đi trước như là câu lạc bộ Màu Nắm Tay Yêu Thương. Có nhiều kinh nghiệm khi mà làm việc ở tầng 10 thì đã giúp đỡ và hướng dẫn cho chúng mình rất là nhiều. Còn khó khăn thì do là mọi người đều là sinh viên y nên là lịch học khá là dày đặc và rất là khó để sắp xếp thời gian, nhưng mà chúng mình vẫn cố gắng để sắp xếp. Và như thế suốt nhiều năm, những thầy cô giáo trẻ của lớp học Hoa Mặt Trời không chỉ lên lớp thường xuyên mà còn tổ chức vui Noel, ngày hội trăng rằm với nhiều tiết mục sinh động để các bệnh nhi thêm vui, thêm phấn khởi. Thưa quý vị và các bạn, những lớp học đầy yêu thương như thế cứ được các bạn trẻ của đội tình nguyện Blue Trắng liên tục tổ chức cho những em nhỏ yêu thương của chúng ta, để các em vơi bớt nỗi chạnh lòng khi phải tạm rời xa mái trường, rời xa thầy cô, bạn bè. Và chính tình cảm yêu thương, sự đồng cảm xuất phát từ trái tim đã thôi thúc những bạn trẻ tiếp tục có những hoạt động nhằm mang lại giá trị vật chất và tinh thần cho các bạn nhi như tại đêm hội trăng rằm ngày hôm nay. Với mỗi thành viên câu lạc bộ Blue Trắng, Tết Trung Thu dành tặng các em nhỏ ở Bệnh viện Phụ sản Nhi thành phố Đà Nẵng không chỉ là niềm vui khi gặp gỡ chú Cụi, chị Hằng, xem biểu diễn ảo thuật, ca hát, múa lân, rước đèn, phá cổ, mà còn là những ấn tượng tốt đẹp, những kỷ niệm động lại thật lâu, thật sâu trong tim mỗi người. Câu lạc bộ có một số các hoạt động tình nguyện và đặc biệt là cái lớp học Hoa Mặt Trời này thì tôi tham gia hỗ trợ trong cái lớp học. Đồng thời thì vào cái hoạt động 1 tháng 6 vừa rồi thì chúng tôi có mở tổ chức một chương trình cho các bé nhỏ ở tầng này và hôm nay thì là cái lễ hội Trung thu cho các bé. Con chơi đỡ những trò chơi nên các anh chị tổ chức và rất là vui. Con hứa là con sẽ học giỏi và học ngoan. Nhìn thấy sự tiến bộ và lạc quan, tích cực của con em mình trong mỗi giờ học, những phút thư giãn vui chơi, niềm hạnh phúc và trân trọng đã ánh lên trong mắt nhiều phụ huynh. Những nỗi vất vả như vơi đi, những tâm sự như được san sẻ bởi sự vô tư, chân thành của các bạn trẻ khi đến với các em bệnh nhi.
chị em ở đây rất là thân thiết. Và chị em đứa mô một chị em cũng là cũng thích bé rồi cho các bé vui vẻ. Chị cảm ơn chương trình. Mình đã thấy lớp học rất là vui và có ý nghĩa. Mình mong là hàng tuần Tết Trung Thu hàng tuần là đội Blue Trắng sẽ quay lại với lại các em thiếu nhi. Nhất là mấy em nhỏ nằm viện ở đây. Mong chúc đội Blue Trắng luôn lúc nào cũng vui vẻ và có sức khỏe. Sự sống đối với bất kỳ ai cũng thật quý giá. Huống gì là những trẻ em không may mắn mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo. Thế nên, từng niềm vui sống, động lực vượt qua bệnh tật, dù là nhỏ bé, cũng thật đáng trân quý. Những cái ôm, cái xoa đầu, sự vỗ về, chở che của những anh chị lớn hơn cho các em, dường như đã xóa đi khoảng cách của những người xa lạ. Và dẫu cho, đến một lúc nào đó, số phận khiến cuộc sống của ai đó phải dừng lại, thì những tình cảm thương mến và niềm hạnh phúc về những khoảnh khắc đã sống vô tư, sẻ chia sẽ còn mãi. Đúng như nguyện vọng của nhóm Blue Trắng là gắn kết yêu thương. Mong muốn của câu lạc bộ mình đó là có thể là ngoài cái hoạt động ở bệnh viện Sản Nhi này mà mình có thể là mở rộng hoạt động hơn để có thể giúp đỡ tất cả các bệnh nhân. Thưa quý vị và các bạn, niềm vui sáng trên gương mặt của các em thiếu nhi tại nơi này chính là minh chứng cho sự gần gũi, gắn kết và tình cảm yêu thương giữa câu lạc bộ Blue Trắng với các bệnh nhi tại Bệnh viện Phụ Sản Nhi thành phố Đà Nẵng. Đồng thời còn khẳng định hiệu quả và giá trị mà những hoạt động của câu lạc bộ này mang đến. Và hy vọng rằng sự kêu gọi hỗ trợ của câu lạc bộ Blue Trắng sẽ đến nhiều mạnh thường quân lắng nghe, đáp lại và chung tay để niềm vui ngày càng được nhân lên và thật lâu dài với các bệnh nhi. Và đến đây thì chuyện trong phố kỳ này cũng xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này kỳ sau.